nhân gì hết, cho nên ta gọi là nguyên phát. Mà là có nguyên nhân mà ta biến không ra, không biết, nói chung là không nguyên nhân. Thì cái đau đầu nguyên phát chiếm tỷ lệ rất là cao. Thì trong đó đau đầu căn cơ là một dạng. Ngoài ra thì đứng thứ hai là đau đầu migraine. Thì khi nào nó đau một tinh sẽ biết thì migraine nó đau là đau nửa đầu và đau nó dữ dội và thường đau kéo dài vài tiếng. Và những cái nào bị migraine thì khá là khổ sở với nó. Rồi những cái này á, những cái đau đầu mà nguyên phát thì thường không có chết. Rồi cái gì cũng gặp thì không chết, nhưng mà cái đau đầu nguyên phát là cái cực kỳ nguy hiểm. Trong đó nó có hai bệnh lý cấp tính và nguy hiểm tính mạng. Thứ nhất là do nhiễm trùng, ta gọi là viêm mạc não. Viêm não, viêm mạc não nó có thể chết trong một vài ngày. Và thứ hai là xuất huyết não hay là xuất huyết khoa trí nhẹ. Nói chung là xuất huyết não hoặc là gì? Xuất huyết não hoặc là gì? Hoặc là nhồi máu não. Thì nó là hai dạng của tai biến máu não. Tai biến máu não chúng ta gọi là gì? Một tuổi á. Thì nó có thể là xuất huyết, có thể là nhồi máu. Nhồi máu nghĩa là sao? Đó là hai nguyên nhân nguy hiểm thường gặp nhất. Còn những nguyên nhân khác ví dụ như là chấn thương đầu là u hoặc là bệnh lý mạch máu của não, bệnh lý viêm mạch máu của não thì sẽ là thường gặp hơn. Thì cũng tương tự như đau lưng thôi, cũng hỏi bảy nguyên nhân. Và cái quan trọng á là trong những chất đau á mình phải hỏi được cái khởi phát nó đột ngột và tính chất cường độ đau nó dữ dội hay không. Những cái gì nó sẽ có đột ngột là một, thứ hai là cường độ rất là dữ dội thì thường là nguy hiểm. Còn những cái khác thì nó sẽ bao gồm tính chất liên tục hay cực đoan hay cái gì đó thì nó không sao, nó sẽ gợi ý những cái nguyên nhân nhiều hơn. Rồi yếu tố tăng giảm cơn đau tương tự như vậy. Tại sao đau đỏ lại đau như thế? Thì nó có thể gặp trong ngay cả những trường hợp ví dụ migraine hoặc
giác đó. Hỏi còn có biểu hiện khác như tê liệt cảm, thiếu liệt cơ vùng thấp hàm hay không? Nếu mà có biểu hiện như tê liệt cảm nặng, thiếu liệt cơ vùng mặt, vùng tay hoặc vùng chân hoặc là những thấp hàm thì đó là những nguyên nhân thứ phát. Như vậy những triệu chứng kèm theo này đa số là được chỉ một nguyên nhân thứ phát. Và nguyên nhân thứ phát thì đâu có nhiều. Dạ. Rồi, nó cũng giống như đau lưng, đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bắt đầu, với bắt đầu là dấu hiệu gợi ý những cái nguyên nhân thứ phát. À, thứ nhất tăng dần về tần suất hoặc mức độ trong 3 tháng gửi đến gì thường là gì, gọi là cái gì diễn tiến chậm chậm, u á, u nó cái diễn tiến chậm vậy chứ, nhưng mà não ấy mấy ngày mấy tuần là nó chết rồi, là u nó mới chậm vài tháng. Rồi khởi phát còn còn chỉ xét đánh đau rất là kinh khủng hoặc là đau nhưng chưa bao giờ đau thì đó là đó đó là hoặc là viêm mạch não hoặc là xuất huyết não ha. Khởi phát sau 50 tuổi, khởi phát sau 50 tuổi nghĩa là sao? Mình phải làm rõ một chút, tức là một cái đau đầu có tính chất mới khởi phát sau 50 tuổi. Tức là ví dụ như ở đây 100% anh bị đau đầu đúng không, nhưng mà đến ví dụ 6 đến 50 tuổi thì tự nhiên cái đau đầu mới nó lạ, nó không giống cái đau đầu thông thường, thì đó là một cái đau đầu mới và khác sau 50 tuổi. Tuổi gì đến sau 50 tuổi cái đau đầu trước giờ mình bị đau thì không cần phải quan tâm. Rồi tăng giảm cái tư thế, sốt là hồi sụt cân là dấu hiệu của gì? Nhiễm trùng. Sụt cân là dấu hiệu của gì? Ung thư, dơ, tiền căn, ung thư, HIV hoặc có thai, đó là những cái bệnh lý của chế biến nha. Rồi thì cái giới đầu vậy rồi thay đổi chất chất sau so với những cơ thông thường là mẹ mình sẽ nói sao ha. Rồi cái dấu hiệu cuối cùng là cái khám, anh muốn phòng khám cái viên nha, cứ vậy thôi. Ngoài ra tiền sử phải hỏi thêm gì nữa, tiền sử ung thư nè, tiền sử chấn thương nè, tiền sử sẽ chỉ là tiền sử bản thân, tiền sử gia đình, tiền sử bản thân sẽ có nội ngoại đúng không, tiền sử nội là bệnh nhân có ung thư hay không, bệnh nhân có sử dụng các thuốc chế biến hay không, bệnh nhân có bị HIV hay không, rồi có đang có thai hay không, tiền sử ngoại là gì, chấn thương đầu chưa, tiền sử gia đình tại vì sao, tại sao phải hỏi tiền sử gia đình? Thứ nhất là di truyền, thứ hai là di truyền đúng không, di truyền cái gì, những ung thư hoặc là di gen di truyền hoặc là một số bệnh lý có tính chất hệ thống có thể di truyền. Rồi chưa, là truyền nhiễm ví dụ như là lao bằng não, viêm bằng não. Đây là các đặc điểm của các bệnh lý thường gặp, các nguyên nhân gây đau đầu thường gặp ha. Về nhà nghiên cứu, rồi hết rồi, có thắc mắc gì không, thắc mắc gì hết nào, thắc mắc gì hết nào. Rồi